trên cùng một thửa đất. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới do các huyện thành phố ban hành từ thời điểm năm 2011-2012 là đất sản xuất nông nghiệp. Nhưng theo quyết định số 1409 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quyết định điều chỉnh sử dụng đất và quyết định 704 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thì thửa đất đó được quy hoạch sử dụng đất ở. Trước thực tế chồng chéo giữa các quy hoạch gây ra những hệ lụy không đáng có cho người dân, việc điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế là rất cấp thiết. Vừa giải quyết cho quyền lợi chính đáng lâu nay của nhân dân, vừa tạo điều kiện cho chính quyền các xã có kế hoạch phát triển địa phương sát với thực tế. Ngày 29 tháng 2 2011-12 thì lúc đó chúng ta mới đã ban hành được cái quyết định xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên cái quyết định 704 cũng như cái quyết định 1409 thì chúng ta mới ban hành sau. Chính như vậy trong quá trình triển khai có những cái bất cập nhất định. Thì báo cáo anh thì trên cơ sở đó thì thông qua kiến nghị của cử tri cũng như là làm việc với bà con thì chúng tôi đã kiến nghị lãnh đạo ủy ban thành phố Đà Lạt. Như vậy là chính thức là ngày 27 tháng 3 năm 2020 đấy, thì chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt thống nhất đã cho ban hành cái văn bản 1551 thống nhất cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tại nghị định số 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai có điều khoản quy định rõ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành, tức là năm 2017, thì phải rà soát điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện. Trong các trường hợp tương tự như quy hoạch nông thôn mới xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt phê duyệt năm 2012, trước ngày nghị định 01 có hiệu lực thì phải tiến hành rà soát điều chỉnh. Nhưng cho đến nay, kết quả điều chỉnh chính thức vẫn chưa được ban hành. Ở đây quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch nông thôn mới, là quy hoạch do ủy ban cấp huyện thành phố, gọi là tắt là ủy ban cấp huyện phê duyệt. Và nguyên tắc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là quy hoạch sử dụng đất cấp dưới phải tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất cấp trên. Nếu như là quy hoạch 704 chúng ta xác định là đất ở thì quy hoạch cấp dưới cũng phải bố trí đất ở. Đó là cái nguyên tắc anh phải làm. Vậy thì hiện nay quy hoạch nông thôn mới mà xác định không phải là đất ở thì quy hoạch nông mới phải điều chỉnh. Năm 2012-2013 là các đồ án quy hoạch nông mới chúng ta phê duyệt cho tất cả 117 xã thì đều có quy hoạch xã nông mới hết. Tại thời điểm đó, đối với các khu vực nằm trong quy hoạch 704 thì quy hoạch 704 là phê duyệt năm 2014. Vì vậy, nếu nguyên tắc thì sau khi quy hoạch 704 được phê duyệt thì ủy ban nhân dân các huyện thành phố nằm trong khu vực quy hoạch 704 phải tổ chức rà soát lại toàn bộ các đồ án quy hoạch, kể cả nông thôn mới, kể cả quy hoạch đô thị, để điều chỉnh lại cho phù hợp với định hướng mới trong quy hoạch 704. Như việc này thì các địa phương không làm. Hiện nay cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như là quyết định 1409 của Ủy ban tỉnh Lâm Đồng đã đang có hiệu lực thi hành. Thì cái diện tích đất nông nghiệp trước đây ấy, thì theo pháp luật thì sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất là đất ở. Tuy nhiên thì các cơ quan chức năng của tỉnh, của địa phương chậm trong cái việc là điều chỉnh lại cái quy hoạch theo cái quyết định 109 của Ủy ban tỉnh. Cho nên là cái diện tích đất này chưa chuyển được trở thành mục đích đất ở theo quy định của pháp luật. Do đó thì vấn đề này là trách nhiệm chính là các cơ quan chức năng chậm cái việc điều chỉnh. Khi những bất cập từ một quy hoạch kéo dài suốt 10 năm qua chưa được điều chỉnh, trong quá trình xét chuyển mục đích sử dụng đất cho nhân dân, đối với những diện tích chồng chéo giữa quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất, chính quyền các vùng phụ cận như Đơn Dương, Đức Trọng và Lâm Hà đã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để xét cấp cho nhân dân. Và như thế, dù quy hoạch nông thôn mới là đất sản xuất, nhưng theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, thì các địa phương này đều xét cấp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở. Quá trình tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở trên địa bàn của từng địa phương cụ thể hay là từng thửa cụ thể thì chúng ta phải xem xét
vào cái quy hoạch sử dụng đất mà đã được cấp chính quyền phê duyệt ở cấp tỉnh. Cùng một vấn đề phát sinh giống nhau nhưng mỗi nơi lại có một cách giải quyết khác nhau. Với thành phố Đà Lạt, dù đã không dựa vào quy hoạch sử dụng đất để xét cấp mục đích sử dụng đất, nhưng lại cũng không kịp thời điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới. Theo nhận định của ngành liên quan và các chuyên gia, việc lập ra quy hoạch nông thôn mới từ thời điểm cách đây gần 10 năm tồn tại nhiều bất cập thì cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời. Trong chương trình truyền hình trực tiếp đối thoại cải cách hành chính trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vào tháng 7 năm 2020, thời điểm cách đây gần 1 năm rưỡi, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khẳng định điều này. Thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo cho 4 xã tập trung điều chỉnh lại quy hoạch nông thôn mới cho nó phù hợp quyết định 704. Thì quy hoạch nông thôn mới là đã triển khai năm 2011 và một số xã đã triển khai quy hoạch trung tâm xã trước năm 2014, nó không còn phù hợp quyết định 704 quy hoạch chung của chính phủ. Do đó cho nên là phải tập trung điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch trung tâm xã, thứ nhất là phù hợp quyết định 704, thứ hai là xác định lại cái diện tích đất ở nông thôn để tạo điều kiện cho người dân chuyển mục đích nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế cũng hoàn cảnh của từng gia đình. Dù lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã khẳng định như thế, nhưng cho đến nay kết quả mà người dân mong chờ vẫn chưa được giải quyết. Được biết hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đang tiến hành các bước cần thiết để rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Nhưng người dân thì vẫn đang mong mỏi từng ngày, và họ cũng chưa biết rồi sẽ chờ đến bao giờ.